Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi về chi tiết tô màu như vậy. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Như vậy video của mình đã kết thúc các bạn.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu nhé. Giờ mới đi lại. Giờ có thấy con cãi nhau không? Từ nãy đến nay có tôi con cãi nhau không? Chưa, cái con cãi nhau gì đấy? Tìm xem có ở dưới đây này, cái chồng như chồng to to này có. Chơi có tiền tôi thấy con cái heo xuống để đưa cho mẹ. Cái heo? Vâng. Ở đây rồi, đây rồi. Đâu tìm cái này được không mẹ? Đây tôi đẹp màu xanh nhé. Đấy, cái màu xanh tôi đẹp đẹp đi vào. Tôi tâm màu xanh đây. Được, tôi màu xanh. Tôi luôn ở trong đây hay tôi mà. Tô ngoài đây. Tô ngoài cũng được. Làm ra tô cho nó xịn xịn. Tô
Rồi tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.